Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của thành phố Bảo Lộc. Mình trở về Bảo Lộc sau những năm tháng rời Bảo Lộc. Mình khi mình trở về quê hương, Bảo Lộc là nơi mình chọn. Bảo Lộc là nơi mình chọn cái cuộc sống để mình khởi nghiệp. Các bạn thấy những năm tháng đầu của năm 2009 là mình trở về với quê hương trên vùng đất Bảo Lộc này. Mình đi săn lùng cái đất đai, chọn cái mảnh đất công nông nghiệp, kinh doanh đầu tư vào trong vấn đề nông nghiệp suốt hơn gần 10 năm. Thì cái Bảo Lộc nó có nhiều thay đổi do cái môi trường kinh tế ngày càng phát triển, giá bất động sản nó tăng mạnh, cho nên mình đã bán và đã rời Bảo Lộc. Nhưng hôm nay mình trở về Bảo Lộc để lo một số các giấy tờ hành chánh ở Việt Nam. Những giấy tờ hành chánh mình phải, ngày xưa mình ở đây mình cư trú, cho nên mình phải về mình được công chứng một số giấy tờ mình đã từng cư ngụ ở cái vùng Bảo Lộc này. Thì hôm nay mình trở lại Bảo Lộc, mình đi sáng hôm nay mình đi ăn sáng thì mình thấy những cái vùng phát triển kinh tế xây dựng lên rất là sầm uất, phải nói là lấy làm đáng mừng. Những cái khu nhà biệt thự, những cái khu công nghiệp, cũng như những cái nơi mà dân sinh đồ họ phát triển kinh tế rất là sầm uất. Phải nói là mình cảm thấy rất là vui, là mình nhớ lại kỷ niệm gần như là 10 năm ở Bảo Lộc. Thì chẳng dịp hôm nay mình đi vòng mình thấy rất là hay những cái sự phát triển của Bảo Lộc. Mình cũng lấy làm tiếc khi mình rời khỏi Bảo Lộc và trở về lại hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui mừng khi nhìn thấy thành phố phát triển và cuộc sống ở đây ngày càng nhộn nhịp. Người ta lại làm chủ xe hơi, xe ô tô ngày càng nhiều lên các bạn. Nhiều nơi họ sắm sửa và họ kinh doanh xe hơi, xe ô tô á. Họ làm những cái bãi cho dân họ thuê, bởi vì họ không có chỗ, đủ chỗ để đậu rất là nhiều. Nhất là trở về lại cái miếng vườn cũ của mình ngày xưa, mình trở lại mình thấy rất là cảm động. Mình không biết thực hư như thế nào khi mình trở lại miếng vườn, thì mình thấy là miếng vườn của mình ngày xưa họ cũng đã đổi chủ. Thì mình hỏi rằng miếng vườn đó họ đổi, khi họ đổi chủ họ bán lại giá bao nhiêu vậy? Thì mình hỏi là nghe nói là cái chủ sau này đó, họ mua lại với cái giá là 35 tỷ. Mình giật mình đó, mình hết hồn. Nhưng mà bất động sản gì mà nó tăng gì ghê hồn vậy? Cái sự phát triển rất kinh tế Việt Nam mới nói là rất là tốt các bạn. Thì mình hỏi cái người chủ mới thì bây giờ định kinh doanh thế nào, thấy họ cũng sửa sang lại và họ nói rằng họ sẽ bán. Mình hỏi bây giờ kêu giá bao nhiêu, họ kêu giá 75 tỷ. Mình hết hồn hết vía, mình nói mình lắc đầu luôn, mình nói gì mà ghê vậy. Chỉ có mới 2 năm trời thôi mình rời khỏi Bảo Lộc thôi mà cái miếng đất của mình ngày xưa đó, các bạn biết năm 2009 khi mình trở về á, giá trị miếng đất đó chỉ có 1 tỷ 25 triệu thôi. Mà năm 2024 mình trở lại đổi chủ thì bây giờ đã kêu giá 75 tỷ. Các bạn thấy những cái khu mà dealer, mà gọi là những cái nơi mà bán xe hơi bây giờ cũng mọc lên rất nhiều nha. Cái chỗ này ngày xưa là bến xe cũ, nhưng mà họ dời đi để xây dựng một cái bến xe lớn hơn, mới hơn. Thì cái chỗ này họ bắt đầu họ xây dựng lại cái nơi bán xe hơi, xe ô tô. Phải nói là mình rất là ngạc nhiên thấy cái cuộc sống ở quê nhà nó muôn màu muôn mặt, muôn hình muôn vẻ. Bên cạnh đó thì cũng có những người họ bỏ quê hương bởi vì cái nhìn của họ và cái hướng đi của họ có những cái chiều hướng khác. Họ nghĩ rằng họ sẽ ra nước ngoài, họ có thể đổi đời. Thì mình, nếu mà họ đổi đời được thì mình cũng chúc mừng cho họ.
có những người họ bỏ cái nước họ trốn để đặng mà họ ở lại xứ người, thì tôi coi trên tin tức truyền thông thì tôi cũng nghe là như vậy, mình cũng lấy làm tiếc. Ở quê nhà còn nhiều cơ hội, đi ra xứ người ta thì cũng phải làm rất vất vả lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Cái cuộc sống ở xứ người mưu sinh cằn bề vất vả, kiếm được đồng tiền không phải là dễ. Các bạn nên nhớ như vậy. Ở những cái quốc gia phát triển, đời sống của nó thực tế và thực dụng lắm. Nhưng ở quê nhà, tôi nói khi mà tôi về mới đây cũng vậy, những người mà họ làm công việc cho tôi thuê họ, các bạn biết nhiều khi tiền lương bổng rồi họ cũng họ làm việc đó, họ cũng gọi là cầu tiến dữ lắm các bạn, chứ không phải là không. Thì sẵn hôm nay mình sáng mình đi dạo Bảo Lộc để đặng mà chờ giấy tờ công chứng được, rồi giờ mình sẽ trở về lại Tiền Giang, rồi xong rồi mình còn phải trở lên Bảo Lộc nữa để đặng mà lấy giấy tờ. Cái vấn đề thủ tục hành chính Việt Nam nó rất là phức tạp, phải nhiều cửa ngõ. Thôi thì mình dừng lại ở đây. Rồi xin chào quý ông bà anh chị các bạn của lại mình. Hẹn gặp live sau. Bye 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 bye.